áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô chào các con, chào mừng các con đến với khóa học chấm điểm rách.com. Cô rất vui khi được đồng hành cùng chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Và đến với bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau ôn tập về một chủ đề vô cùng thú vị, đó là ôn tập về số đo thời gian. Cụ thể thì cô trò mình sẽ làm hai nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất chính là ôn tập về bảng đơn vị đo thời gian. Và nội dung thứ hai là sử dụng bảng đơn vị đo thời gian đó để làm cho cô một số bài tập vận dụng. Nào, bây giờ hãy cùng cô vào phần thứ nhất nhé. Đó là cùng cô ôn tập về bảng đơn vị đo thời gian. Các con cùng quan sát lên màn hình ạ. Đây chính là bảng đơn vị đo thời gian. Chúng ta đã được học các đơn vị đo là gì nhỉ? À, thế kỷ, năm, tháng, tuần, ngày. Và gì nữa ạ? Giờ, phút, giây, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta có các mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian như sau. Cụ thể, một thế kỷ chính bằng 100 năm. Hay là một năm thì bằng 12 tháng. Một tháng thì có thể là có 30 hoặc 31 hoặc là 29 ngày, đúng không nào? Vậy thì từ đó chúng ta sẽ có một năm sẽ là bằng 365 ngày. Còn với trường hợp năm nhuận, đó là chính là trường hợp đặc biệt, đúng không nào? Một năm nhuận thì sẽ có 366 ngày. Và các bạn lưu ý cho cô nhé, cứ 4 năm sẽ có một năm nhuận đấy ạ. Và một tuần lễ thì gồm có 7 ngày. Một ngày gồm có 24 giờ. Một giờ chính bằng 60 phút và một phút chính bằng 60 giây. Vậy thì từ việc chúng ta có một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây thì chúng ta sẽ suy ra được một giờ sẽ bằng 60 x 60 và chính bằng 3600 giây. Rất là dễ đúng không nào? Chắc hẳn đến bây giờ thì các bạn đã là rất là thuộc mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy sử dụng bảng đơn vị đo thời gian này để làm cho cô một số bài tập nhé. Chúng ta có bài tập đầu tiên như sau, các con hãy cùng quan sát lên màn hình và đọc thật kỹ với cô nhé. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 6 năm bằng 3 chấm tháng. 8 năm rưỡi bằng 3 chấm tháng. 7 ngày bằng 3 chấm giờ. 2,5 ngày bằng 3 chấm giờ. 134 giờ bằng 3 chấm ngày, 3 chấm giờ. 6 giờ các bạn hãy đổi cho cô xem là bằng bao nhiêu phút. Và 3/5 giờ bằng bao nhiêu phút. 4 phút bằng bao nhiêu giây và 1/3 phút bằng bao nhiêu giây. Đến đây các con đã nắm rõ yêu cầu của bài toán chưa ạ? Vậy là để làm được bài toán này, chúng ta cần nhớ lại cái gì ạ? Nhớ lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian với nhau đúng không nào? Vậy bây giờ hãy cùng cô làm bài tập này nhé. Trước tiên, muốn đổi từ đơn vị năm sang tháng thì chúng ta thực hiện phép tính gì ạ? Nhớ cho cô nhé, từ đơn vị lớn mà sang đơn vị nhỏ chắc chắn là thực hiện phép tính nhân nhé. 6 năm bằng bao nhiêu tháng ạ? Chúng ta biết 1 năm bằng bao nhiêu tháng ạ? 1 năm bằng 12 tháng đúng không nào? Vậy thì 6 năm sẽ bằng 6 nhân với 12 và bằng 72 tháng đúng không nào? Vậy số cần điền ở đây chính là số 72 ạ. Rất là dễ đúng không nào? Tương tự như vậy, 8 năm rưỡi bằng bao nhiêu tháng ạ? Từ năm chuyển sang tháng thì chúng ta sẽ thực hiện nhân với 12 đúng không nào? 8 năm rưỡi thực chất chính là 8,5 năm đấy ạ. Các bạn lưu ý cho cô nhé. 8,5 năm chính là 8 năm rưỡi ạ. Mà chúng ta đã biết 1 năm bằng 12 tháng, vậy thì 8,5 năm bằng bao nhiêu tháng ạ? À, thực hiện tính thì chúng ta sẽ được kết quả chính là 102 đúng không nào? Vậy số cần điền ở đây chính là 102 ạ. Tương tự như vậy, 7 ngày thì bằng bao nhiêu giờ? Từ ngày chuyển sang giờ, đây là từ đơn vị lớn sang đơn vị bé đúng không nào? Chúng ta cũng thực hiện phép tính nhân. Và chúng ta xác định cho cô ạ, 1 ngày bằng bao nhiêu giờ ạ? 1 ngày bằng 24 giờ đúng không nào? Vậy thì 7 ngày sẽ bằng 24 nhân 7 và được kết quả bằng bao nhiêu ạ? Các bạn cùng tính cho cô ạ. À, chúng ta có thể tính ra nháp và trả lời nhanh cho cô kết quả được không ạ? Chính xác rồi đấy, bằng 168 đúng không nào? Vậy 7 ngày chính bằng 168 giờ ạ. 2,5 ngày thì bằng bao nhiêu giờ ạ? Thực hiện tính nhân đi ạ. Kết quả bằng bao nhiêu? À, 2,5 nhân với 24 chính bằng 60 đúng không nào? Số cần điền ở đây chính là 60 ạ.
Ý tiếp theo ạ, 134 giờ bằng bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ? Để biết 134 giờ bằng bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, chúng ta thực hiện tính gì ạ? À, chúng ta sẽ thực hiện tính chia đúng không nào? Chúng ta đã biết một ngày bằng 24 giờ. Vậy thì để đổi từ giờ ra ngày thì chúng ta thực hiện cái tính chia. Chia cho bao nhiêu ạ? Đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ chia cho 24. Lấy 134 chia cho 24. Được kết quả bằng bao nhiêu ạ? Các con cùng thực hiện tính ra vở đi ạ. Sau đó trả lời nhanh cho cô. Là được kết quả bằng bao nhiêu ạ? Kết quả bằng bao nhiêu? À, có bạn đã thực hiện tính ra rồi đấy ạ. Kết quả chính bằng 5 và dư 14. Vậy tức là 134 giờ bằng 5 ngày và 14 giờ đấy ạ. Số cần điền lần lượt là 5 và 14. Nhớ cho cô nhé. Từ giờ sang ngày thì chúng ta thực hiện phép tính chia. Dư bao nhiêu chính là số giờ. Số giờ cần điền đấy ạ. Nhớ cho cô nhé. Tiếp theo ạ, 6 giờ bằng bao nhiêu phút ạ? 6 giờ bằng bao nhiêu phút? Hãy nhắc lại cho cô, 1 giờ bằng bao nhiêu phút ạ? 1 giờ bằng 60 phút đúng không nào? Vậy thì 6 giờ chính bằng 6 nhân với 60 và bằng 360 phút ạ. Số cần điền chính là 360. 3 phần 5 giờ bằng bao nhiêu phút ạ? Cũng là thực hiện phép tính nhân với 60 đúng không nào? Nhớ cho cô nhé. Chúng ta có 60 x 3 bằng 180. 180 mà chia cho 5 được kết quả là bao nhiêu ạ? 36 đúng không nào? Vậy số cần điền ở đây sẽ là 36 ạ. Tức là 3 phần 5 giờ chính bằng 36 phút. 4 phút bằng bao nhiêu giây ạ? Thực hiện phép tính gì ạ? Phép tính nhân đúng không nào? Ta có 1 phút bằng 60 giây. Vậy thì 4 phút sẽ bằng 60 x 4 và bằng 240 giây ạ. Số cần điền là 240. Ý cuối cùng ạ, 1 phần 3 phút thì bằng bao nhiêu giây ạ? Chúng ta đã biết 1 phút bằng 60 giây đúng không nào? Vậy thì 1 phần 3 phút chính bằng 60 x 1 phần 3 và chính bằng 60 phần 3. Rút gọn ta được kết quả là 20 đúng không nào? Số cần điền ở đây chính là 20 ạ. Và đây chính là các số cần điền của bài tập 1. Thông qua bài tập 1 này thì các con đã được ôn tập lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian rồi đúng không nào? Vậy bây giờ để nhớ hơn hay là nhớ kỹ hơn thì các con hãy cùng cô chuyển sang bài tập thứ 2 nhé. Bài tập 2 của chúng ta như sau. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây cô có 4 ý. Bây giờ các con hãy cùng dừng màn hình lại, suy nghĩ thật kỹ những kiến thức mà cô vừa nhắc lại để làm cho cô bài tập 2. Từ đó hãy so sánh với bài làm mà cô đưa ra để biết được bài làm của mình đúng hay sai nhé. Nào, cô cho mình cùng đi làm bài tập 2. Trước tiên là 75 phút bằng bao nhiêu giờ. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Đây là đổi đơn vị từ bé sang đơn vị lớn đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy xác định phép tính chúng ta cần đặt tính đã. Từ đơn vị bé sang đơn vị lớn nhớ cho cô là thực hiện phép tính chia. Và ở đây chúng ta biết 1 giờ bằng 60 phút. Vậy thì để đổi từ phút sang giờ thì chúng ta sẽ chia cho 60 đúng không nào? 75 chia 60 được kết quả bằng bao nhiêu ạ? Các bạn thực hiện tính chưa ạ? Nếu chưa thì hãy cùng tính với cô nhé. Đặt tính cho cô ạ. 75 chia cho 60. Ta có này, 75 chia cho 60 được 1 đúng không nào? Viết 1 ạ. 1 x 60 bằng 60. 75 trừ 60 bằng 15. Viết 15 ạ. Đúng không ạ? Thế là chúng ta có điều gì ạ? À, viết dấu phẩy vào thương và viết thêm chữ số 0 vào bên phải của số dư. 150 chia 60 được bao nhiêu ạ? Được 2 đúng không nào? Mà ta có 2 nhân với 60 chính bằng 120. 150 trừ 120 sẽ còn là 30 đấy ạ. Tiếp theo, hãy viết tiếp một chữ số 0 vào bên phải ạ, số dư ạ. 300 chia 60 được bao nhiêu ạ? À, chính bằng 5 đúng không nào? Viết số 5. 5 nhân với 60 vừa tròn 300, vậy số dư ở đây là 0 ạ.
Vậy tức là 75 chia cho 60 bằng 1,25. Hay nói cách khác, 75 phút chính bằng 1,25 giờ. Số cần điền là 1,25. Rất là dễ đúng không nào? Tương tự như vậy thì các bạn cũng làm cho cô ý thứ hai. 270 phút bằng bao nhiêu giờ? Chúng ta thực hiện phép tính gì đấy ạ? Cũng là thực hiện phép tính chia đúng không nào? Và chia cho 60 ạ. 270 chia 60. Các bạn cùng thực hiện tính chia cho cô nhé. 270 chia cho 60 được bao nhiêu? Rất là dễ đúng không nào? Chúng ta có thể nhẩm được là 4 x 6 bằng 24. Vậy chỗ này là sẽ là 4 ạ. 4 x 60 chính bằng 240. Dư 30 đúng không nào? Bây giờ để thực hiện chi tiết thì chúng ta cần làm gì ạ? Viết dấu phẩy vào thương và thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư đúng không nào? Ta được là 300. 300 chia cho 60 chính bằng 5 đấy ạ. Viết số 5 vào đây ạ. 5 x 60 chính bằng 300. 300 trừ 300 là được 0 ạ. Vậy là số cần điền chính là 4,5 ạ. Ý thứ ba nào, muốn đổi 15 giây bằng ra được đơn vị là phút thì chúng ta thực hiện phép tính gì? Cũng là chia đúng không nào? Và chia cho 60, vì chúng ta có 1 phút chính bằng 60 giây. 15 chia cho 60, bây giờ các bạn hãy thực hiện tính cho cô ạ. Có chia được không ạ? À, sẽ được là 0 đúng không nào? Viết số 0 vào đây ạ. Vậy là ở đây chúng ta vẫn dư 15 đúng không nào? Để thực hiện chi tiết, các bạn hãy viết cho cô dấu phẩy vào bên phải của thương và viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. 150 chia 60 được kết quả chính là 2. Chúng ta viết 2 ạ. 2 x 60 bằng 120. 150 trừ 120 chính bằng 30 ạ. Tiếp theo chúng ta viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư nữa ạ. Được kết quả là 300. 300 chia cho 60 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 5 đúng không nào? Vậy là 15 chia cho 60 chính bằng 0,25. Vậy số cần điền ở đây chính là 0,25 ạ. Ý cuối cùng ạ, 156 giây bằng bao nhiêu phút ạ? Cũng thực hiện phép tính chia đúng không nào? Thực hiện chia nhanh cho cô nhé. 156 chia cho 60. Thực hiện chia cho cô ạ. 156 chia 60 được bao nhiêu ạ? Vẫn là được 2 đúng không nào? Ta viết 2 ạ. 2 x 60 bằng 120. 156 trừ đi 120 được kết quả dư là 36. Để thực hiện chi tiết thì chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải của thương và viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư đúng không nào? Ta được là 360. 360 mà chia 60 chính bằng bao nhiêu ạ? Bằng 6 đúng không nào? Và số dư ở đây sẽ là 0 đấy ạ. Vậy kết quả chính là 2,6. Hay nói cách khác, số cần điền ở đây chính là 2,6 ạ. Vậy là cô trò mình đã làm xong được bài tập 2 rồi đấy. Thông qua bài tập 2 này thì ngoài việc chúng ta được ôn tập lại về mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian thì chúng ta còn được ôn tập lại về cách chia hai số tự nhiên mà có thương là số thập phân đúng không nào? Và chúng ta đã làm xong được bài tập 2 rồi đấy ạ. Các bạn có làm đúng hay không ạ? Cô chúc mừng các bạn đã làm đúng nhé. Và bài tập 2 cũng là bài tập cuối cùng trong bài giảng ngày hôm nay rồi đấy. Thông qua bài giảng ngày hôm nay thì cô đã ôn lại cho chúng mình về bảng đơn vị đo thời gian rồi đúng không nào? Ngoài ra, cô đã nhắc lại cho chúng mình những bài quan trọng nhất hay là trọng tâm nhất về cách biến đổi giữa các đơn vị đo thời gian với nhau. Và để vận dụng tốt kiến thức mà cô vừa hướng dẫn chúng mình thì chúng mình hãy làm thêm bài tập trong sách giáo khoa cũng như sách bài tập của chúng ta nhé. Bây giờ cô chào mình cùng trò chuyện với nhau nào. Bye bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.